Ngày 1 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Tâm, 35 tuổi, quê huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản và hiếp dâm. Tâm và chị S, 36 tuổi, ngụ phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, là chủ tiệm spa tại phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, từng có thời gian yêu đương nhưng sau đó chia tay. Tâm nhiều lần muốn gắn lại mối quan hệ tình cảm, dọa sẽ giết nếu người tình không đồng ý. Khoảng 3 giờ ngày 20 tháng 3, Tâm đột nhập tiệm spa đợi chị S trở về thì bịt miệng, khống chế nạn nhân vào phòng ngủ rồi hiếp dâm. Tâm còn yêu cầu nạn nhân đưa 300 triệu đồng rồi giảm xuống còn 10 triệu đồng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt vận động thả người, nhưng nghi phạm cố thủ trong nhà và tiếp tục hiếp dâm nạn nhân tổng cộng 3 lần. Thuyết phục không thành, lực lượng chức năng đã dùng hơi cay và khóa cửa khống chế đối tượng giải cứu nạn nhân. Ngày 1 tháng 4, Công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ 6 đối tượng trong ổ lừa đảo bằng hình thức mua bán vé máy bay giá rẻ. Cả 6 đối tượng này đều ở Bình Dương do Vi Đức Quang, 25 tuổi, ở xã Long Nguyên, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương cầm đầu. Qua điều tra khoảng tháng 12 năm 2022, Quang tìm hiểu biết nhiều người có nhu cầu đặt vé máy bay online nên thuê người lập trình quản lý website http://airpampubooking.com và tạo 7 fanpage với các tên gọi như phòng vé máy bay chính hãng, Viva Booking, vé máy bay siêu rẻ, săn vé máy bay nội địa giá rẻ, vé máy bay nội địa và quốc tế chính hãng, rồi quảng cáo trên Facebook. Tiếp đó, Quang thuê một số người quen hàng ngày kiểm tra các tin nhắn trên fanpage của khách hàng có nhu cầu đặt vé, lấy số điện thoại liên lạc gửi cho Vi Thị Thùy Linh, 24 tuổi, vợ của Quang tư vấn. Khi nhận được thông tin, Linh sử dụng tài khoản Zalo tên hỗ trợ săn vé toàn quốc, kết bạn rồi truy cập ứng dụng Traveloka, lấy thông tin chuyến bay theo yêu cầu để tư vấn và báo giá cho khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý, Linh sẽ tạo mã đặt chỗ giả gửi cho khách hàng để họ sử dụng mã này truy cập website airpampubooking.com kiểm tra. Sau khi kiểm tra thấy đầy đủ thông tin chuyến bay, khách sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng VB Bank mang tên Đàm Văn Quang. Khi khách chuyển tiền xong, Linh sẽ hủy kết bạn Zalo và chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng làm cho Quang sẽ được hưởng 10% số tiền lừa đảo của khách do mình giới thiệu tư vấn thành công. Tính đến thời điểm bị bắt, Quang và nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của khoảng 200 khách hàng với số tiền trên 1 tỷ đồng. Cảng vụ hàng không miền Nam có văn bản yêu cầu công ty cổ phần đầu tư TCB tạm ngưng triển khai việc thay đổi phương thức vận hành và giá dịch vụ đối với xe kinh doanh vận tải tại nhà để xe ga quốc nội. Trước đó, nhà giữ xe TCB thông báo sẽ dừng các hợp đồng thuê vị trí đậu xe tại bãi đậu ô tô ngoài trời từ ngày 1 tháng 4. Thay vào đó, nhà giữ xe TCB đưa ra phương án các xe taxi vào nhà giữ xe qua trạm phải dừng lại lấy thẻ kiểm soát và ra khỏi làng C với giá dịch vụ là 5.000 đồng một lượt. Trường hợp vào làng D, xe taxi có giá dịch vụ là 15.000 đồng một lượt, áp dụng trong 30 phút đầu tiên. Thời gian đậu xe trên 30 phút sẽ được tính giá dịch vụ cho thời gian đậu tiếp theo, theo bảng giá dịch vụ hiện hành của nhà để xe. Đây là giá thu phí chưa bao gồm phí ra cổng, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, tại tuyến đường kênh Đốc Phủ Hiền thuộc ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng, làm một căn nhà cấp 4 bị sụp hoàn toàn xuống sông. 10 hộ dân còn lại trên đoạn đường sạt lở bị cô lập. Theo người dân địa phương, vụ sạt lở xảy ra vào sáng ngày 1 tháng 4. Đoạn đường bị sạt lở có chiều dài khoảng 80 mét. Toàn bộ phần đường rộng khoảng 5 mét đã sạt lở hoàn toàn xuống sông. Thống kê sơ bộ cho thấy có 11 hộ dân bị ảnh hưởng với khoảng 47 nhân khẩu, trong đó có một hộ có 7 nhân khẩu mất nhà hoàn toàn. Tuyến kênh Đốc Phủ Hiền có lưu lượng phương tiện giao thông đường thủy lưu thông nhiều. Dòng chảy xiết nên sạt lở diễn ra rất nhanh. Hiện ngành chức năng thành phố đã cắt giao thông qua đoạn đường này và triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định kéo dài thời gian hoạt động của Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 cho đến khi Thủ tướng quyết định mô hình hoạt động chính thức. Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Ban Quản lý An toàn Thực phẩm, phối hợp các bộ ngành trong quá trình nghiên cứu sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan.
Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình kiến nghị Thủ tướng cho phép kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý An toàn thực phẩm là mô hình mới được Thủ tướng cho phép Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm từ tháng 12 năm 2016, kéo dài 3 năm. Đến ngày 1 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng cho phép kéo dài thời gian thí điểm thêm 3 năm. Qua 6 năm, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã bước đầu khẳng định chủ trương đúng đắn về thành lập mô hình cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây của lục địa châu Á, kết hợp với hiệu ứng gió phơn, gió Lào khô nóng. Ngày 2 tháng 4, khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-32 độ C. Sau đó, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4, khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất, phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất, phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 6 tháng 4 có khả năng nhiệt độ lại giảm trở lại, miền Bắc mát trời, mưa rải rác do đợt không khí lạnh mới tác động. Như vậy, đợt nắng nóng này chỉ diễn ra khoảng 2-3 ngày. Riêng Đông Nam Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay 2 tháng 4 là 34 độ C, còn ngày mai 3 tháng 4 là 35 độ C. Tổng thống Indonesia Joko Widodo thất vọng khi FIFA tước quyền tổ chức U20 World Cup 2023 của Indonesia, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Indonesia nỗ lực tránh các lệnh trừng phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, trong đó có cơ hội đăng cai tổ chức các sự kiện quốc tế khác. Tuyên bố được ông Widodo đưa ra sau khi các cầu thủ cho rằng giới chính trị gia có lỗi khi để đất nước bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023. Đã có những lời chỉ trích dành cho ông Wayan Koster, thống đốc Bali, ngay cả trước khi quyết định của FIFA được công bố. Nhưng ông này cho biết, đó không chỉ là lập trường của tôi mà còn của chính phủ. Còn hậu quả và giải pháp thế nào thì không phải trách nhiệm của tôi. Trong khi đó, quyền Bộ trưởng Thể thao Indonesia Muhadi Effendi cho hay mọi người đều buồn và thất vọng với quyết định của FIFA, nhưng tuyên bố Indonesia vẫn còn rất nhiều công việc và chương trình để cải thiện nền bóng đá trong tương lai. Trước đó, ngày 14 tháng 3, ông Wayan Koster đã gửi kiến nghị cho Bộ trưởng Thể thao Indonesia với nội dung không đồng ý sự tham gia của Israel. Trong cùng thời điểm, khoảng 100 người đã tuần hành ở Jakarta để bày tỏ quan điểm này. Trong rất nhiều lý do cho thấy Indonesia chưa sẵn sàng để tổ chức U20 World Cup, sự việc tại Bali đã làm tăng tính nghiêm trọng bởi nó liên quan đến yếu tố chính trị, vốn không được FIFA cho phép.